huyền thoại về cậu bé lớp 3 bắn hạ 7 máy bay Mỹ. Xin chào các anh em của Mr. Xuôi. Video trước, Xuôi đã có kể về đội quân tóc dài của miền Tây, một đội quân của các chị em phụ nữ cùng nhau đứng lên đánh giặc Mỹ. Tuy nhiên, miền Tây ngoài họ thì cũng có những huyền thoại khác. Huyền thoại mà hôm nay Xuôi muốn kể với các anh em rất đặc biệt. Át hẳn khi nghe tên xong, các anh em đều phải há hốc, kinh ngạc và bật ngửa. Đó là một cậu bé chỉ học hết lớp 3, tự thoát ly gia đình theo cách mạng và làm nên chiến công tiêu diệt 7 máy bay Mỹ. Các anh em đã đoán ra đó là ai chưa? Nếu chưa thì sau đây, xin mời các anh em sẽ đi tìm hiểu về thân thế cậu bé lớp 3 ấy nhé. Lai Vung, Đồng Tháp, một vùng đất phù sa trù phú của miền Tây Nam Bộ. Đi ngang qua vùng đất này, anh em có thể ghé thưởng thức nhiều món đặc sản ngon như nem, củ ấu, những món dân dã. Cùng với đó, đây cũng là cái nôi của những câu chuyện về đánh giặc, giữ nước. Nhưng nơi này cũng nổi tiếng với một người anh hùng vừa mất năm 2019. Nguyễn Văn Hoa, sinh năm 1936, trong một gia đình đông con. Ông là người con thứ 7 được sinh ra trong gia đình ấy. Theo tập quán của người dân Nam Bộ gọi tên theo thứ tự được sinh ra, thế nên Nguyễn Văn Hoa sau này cũng lấy tên 7 làm tên của mình. Đó chính là đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn 7. Năm 17 tuổi, do gia đình thúc giục lấy vợ, nhưng còn đang tuổi chơi, chưa chịu yên bề gia thất, Nguyễn Văn 7 đã quyết định trốn nhà, thoát ly theo cách mạng. Đó cũng chính là bước ngoặt lớn nhất đã đưa đại tá anh hùng Nguyễn Văn 7 đến với cuộc đời phi công sau này. Năm 1954, sau ngày đại thắng Điện Biên Phủ, ông được tập kết ra Bắc. Năm 1960, khi đang tham gia chiến đấu cùng một sư đoàn bộ binh, ông cùng với 9 người khác được đưa đi khám sức khỏe. Và bất ngờ thay, chàng trai năm nào mới chỉ là cậu bé học hết lớp 3 trúng tuyển trong đợt khám sức khỏe phi công ấy. Khi trúng tuyển, Nguyễn Văn 7 cao chưa đến 1m7, nặng không đến 70kg. Có một lần huyền thoại Nguyễn Văn 7 đã tâm sự rằng: "Ngày trước thấy máy bay Pháp, tụi tao sợ quá, nhảy xuống ao ngụp trốn. Nay bỗng nhiên được gọi đi học lái máy bay, cứ ngỡ trong mơ. Mừng thiệt mà cũng lo thiệt. Lo vì mới lớp 3, làm sao lái máy bay được?" Vì theo đại tá Nguyễn Văn 7, muốn được đi học lái máy bay thì phải học hết lớp 10, tương đương với lớp 12 hiện tại, trong khi ông mới chỉ mới học hết lớp 3. Vậy là để chuẩn bị cho Nguyễn Văn 7 được đi học lái máy bay, chỉ trong một tuần, phương châm cần gì, học đó đã được triển khai. Nguyễn Văn 7 được đưa lên trường văn hóa Lạng Sơn của quân đội để đi học. Trong một tuần ấy, Nguyễn Văn 7 học lên 7 lớp và cả ngoại ngữ, cứ cần gì thì học đó. Kết thúc khóa học văn hóa cấp tốc, Nguyễn Văn 7 lại học lý thuyết lái máy bay cơ bản trong nước, rồi sau đó được đưa sang trường hàng không số 3 tại Cẩm Châu, Liêu Ninh, Trung Quốc, một trong những trường đào tạo bay thuộc hàng top tại Trung Quốc lúc bấy giờ. Khi ấy, đoàn học viên của Việt Nam di chuyển sang Trung Quốc có tổng cộng 34 người. Nguyễn Văn 7 khi ấy có lẽ không biết rằng, khi ông bắt đầu ngồi lên buồng lái chiếc máy bay huấn luyện Yak-18, một huyền thoại sau này sẽ được sinh ra. Trong 4 năm đào tạo tại Trung Quốc, từ Yak-18, Nguyễn Văn 7 và các học viên phi công của Việt Nam được chuyển lên MiG-15, rồi MiG-17. Chiếc máy bay đã làm nên tên tuổi cho Nguyễn Văn 7. Cùng bay với những học viên ấy là những giảng viên người Liên Xô. Năm 1964, Mỹ sau nhiều lần gây hấn, xâm phạm lãnh hải miền Bắc nước ta thì đã dựng nên sự kiện mang tên Vịnh Bắc Bộ, đưa quân vào đánh phá miền Bắc. Năm 1965, Nguyễn Văn 7 trở về nước sau thời gian học bay. Ông được biên chế vào trung đoàn tiêm kích 923, đoàn Yên Thế. Chiến trường chính ông tham gia không chiến là tại vùng trời Bắc Sơn, Chi Lăng. Nguyễn Văn 7, như bao phi công non trẻ của Việt Nam khi ấy, đối đầu với phi công Mỹ có hàng ngàn giờ bay. Nguyễn Văn 7 chỉ có vỏn vẹn 100 giờ. 10 giờ ngày 19 tháng 7 năm 1965, Nguyễn Văn 7 cùng biên đội MiG-17 của mình cất cánh chiến đấu lần đầu tiên. 10 giờ 10 phút, biên đội phát hiện máy bay Mỹ trên bầu trời Yên Thế và đã được lệnh tấn công. Cuộc tấn công diễn ra quyết liệt, tuy nhiên Mỹ đã dùng lợi thế về số đông để phản kích. Kết quả là chiếc MiG-17 của Nguyễn Văn 7 đã trúng một quả tên lửa không đối không của máy bay Mỹ ở khoảng cách gần. Thân máy bay thủng đến hơn 80 lỗ to nhỏ khác nhau. Và cũng từ vụ nổ ấy, Nguyễn Văn 7 ghi tên mình vào lịch sử hàng không khi chưa phi công phản lực nào, máy bay bị bắn gần nát mà vẫn đưa máy bay trở về an toàn. Đặc biệt hơn, sau này, trong cuốn tự truyện Chúng tôi và MiG-17 của anh hùng Lưu Huy Chao, lý do mà Nguyễn Văn 7 làm vậy là do việc không thể thấm nhuần nổi định luật Bernoulli về áp suất. Và vì không thể nuốt trôi định luật đó, Nguyễn Văn 7 đã lấy tay bịt lại lỗ thủng gần buồng lái trong lần bị dính đạn ấy, suýt mất cả bàn tay lẫn tính mạng. Cũng từ đó mà người phi công huyền thoại này mới hiểu ra được thế nào là định luật Bernoulli. Ngày 21 tháng 6 năm 1966, Nguyễn Văn 7 lần đầu tiên ghi tên mình vào danh sách phi công lập chiến công của Không quân Nhân dân Việt Nam với chiến thắng đầu tiên. Biên đội 4 chiếc MiG-17, trong đó có Nguyễn Văn 7 phát hiện ra một tốp nhiều máy bay Mỹ. Trong số máy bay đó có một máy bay trinh sát RF-8A được hộ tống bởi các hiệp sĩ thánh chiến F-8 Crusader của phi đội bay số 211 của Mỹ. Trong trận đánh ấy,
Nguyễn Văn Bảy đã bắn hạ một chiếc F-8E do phi công Cole Black điều khiển. Cole Black sau đó do cái tên nói lên cái mệnh nên cũng được đi thăm Hinton hỏa lò. Các ngày 24 và 29 tháng 6 năm 1966, Nguyễn Văn Bảy tiếp tục lập thêm 3 chiến công khác, bắn hạ 2 chiếc F-4C và F-105D trên vùng trời Thái Nguyên, Việt Trì và Hà Nội, chỉ còn cách danh hiệu Ace một chiến công nữa. Ngày 5 tháng 9 năm 1966, một trận đánh diễn ra chỉ 45 giây tại khu vực Cầu Rẽ, Hà Tây. Nguyễn Văn Bảy cùng đồng đội đã xuất kích tiêu diệt 2 máy bay của Mỹ. Sau trận đánh tại Cầu Rẽ ngày 5 tháng 9 năm 1966, Nguyễn Văn Bảy đã được Bác Hồ trao huy hiệu và Nguyễn Văn Bảy cũng đã chính thức trở thành phi công Ace sau ngày 5 tháng 9 ấy. Ngày 21 tháng 9 năm 1966, biên đội của phi công Nguyễn Văn Bảy gồm 4 chiếc MiG-17 di chuyển từ Gia Lâm xuống sân bay Kiến An để chặn đánh địch. Trong trận đánh đó, 16 chiếc F-105 và 8 chiếc F-4 đã vây lấy biên đội do vị đại tá Huyền Thoại chỉ huy. Trong trận đánh này, biên đội của ông hạ được 3 chiếc, trong đó Nguyễn Văn Bảy hạ được một chiếc F-4. Nói về cách đánh máy bay Mỹ, đặc biệt là những bóng ma F-4 Phantom của mình, cố đại tá Nguyễn Văn Bảy từng nói rằng: "Hồi đấy máy bay tiêm kích, ném bom tầm xa siêu lắm, có thể hoạt động trong mọi thời tiết, ai cũng sợ. Thế mà họ vừa đưa vào chiến đấu tại Việt Nam thì ngay lập tức trở thành nạn nhân của MiG-17. Hồi đó tôi bắn rơi mấy cái. Máy bay Mỹ toàn loại siêu đẳng, nên muốn đánh thắng chúng thì phải có cách riêng của mình." Ông chia sẻ rằng khi đã biết cách đối phương phản công, bao vây lấy ta, thì cách đối phó tốt nhất là áp sát máy bay của địch. MiG-17 nhỏ gọn, chỉ có 3 khẩu pháo và 200 viên đạn. Trong khi đó máy bay Mỹ vừa tên lửa lại vừa có cả súng đạn, hiện đại và bay nhanh. Do đó nếu không áp sát đánh địch thì không còn cách nào khác để tiêu diệt chúng. Phải mạo hiểm thì mới thắng được. Và 7 lần, đại tá Nguyễn Văn Bảy siết cò là 7 lượt máy bay Mỹ rơi xuống. Có một lần đại tá Nguyễn Văn Bảy từng nói về cuộc đời của mình như sau: "Tao toàn gặp số 7, tên 7, con thứ 7, đi bộ đội lúc 17 tuổi, học văn hóa 7 ngày lên 7 lớp, 7 lần bắn rơi 7 máy bay Mỹ bằng máy bay MiG-17, được phong anh hùng năm 1967. Con số 7 gắn liền với ông một cách kỳ lạ và MiG-17 chính là một trong những điều đặc biệt nhất. MiG-17 so với máy bay Mỹ khi ấy đã rất lạc hậu, hoàn toàn không có radar, không mang được tên lửa, thậm chí tốc độ chỉ là cận âm. Tuy nhiên, với MiG-17, Nguyễn Văn Bảy đã làm nên những chiến công mà phi công Mỹ không thể tưởng tượng được. Trong danh sách các ace lái MiG-17 của Không quân Nhân dân Việt Nam, Nguyễn Văn Bảy là người có số chiến công cao nhất và chưa bị bắn rơi bất cứ lần nào. Năm 1967, với chính sách giữ gìn phi công có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, Bác Hồ đã cho rút Nguyễn Văn Bảy, đưa ông về làm công tác huấn luyện cho những phi công trẻ sau này. Sau này khi nhắc đến chuyện được rút về làm công tác huấn luyện, Nguyễn Văn Bảy đã nói rằng: "Nếu bác cho tao đánh nữa thì có thể đã bắn rơi thêm 5-7 chiếc, nhưng cũng có thể tao sẽ hy sinh." Cũng trong năm đó, Nguyễn Văn Bảy được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, khi đó ông đang mang hàm thượng úy. Ngày Bác Hồ trở về với các Mác, Lenin, Nguyễn Văn Bảy đã gạt nước mắt của mình, bước lên máy bay và bay ngang quảng trường Ba Đình để chào vĩnh biệt Bác Hồ. Bác Hồ đối với Nguyễn Văn Bảy rất đặc biệt vì bác đã trao huy hiệu của người cho ông, vì bác đã rút ông về hậu tuyến để huấn luyện. Và trên hết, đại tá Nguyễn Văn Bảy từng nói: "Nhờ có Đảng, nhờ có cách mạng, nhờ Bác Hồ mà tao được học hết kiến thức lớp 10, được làm phi công lái máy bay phản lực." Thậm chí bộ râu mà đại tá Nguyễn Văn Bảy nuôi chính là để tưởng nhớ Bác Hồ, một người mà ông luôn rất kính yêu. Về sau, Nguyễn Văn Bảy được thăng quân hàm đại tá, giữ những chức vụ quan trọng như trung đoàn trưởng trung đoàn 937, phó tư lệnh sư đoàn 372, phó tham mưu trưởng quân chủng không quân. Năm 1994, khi đang làm phó tham mưu trưởng quân chủng không quân, ông xin nghỉ hưu trước tuổi. Khi ấy ông bảo rằng: "Đủ rồi, giao lại cho lớp trẻ, tao muốn về quê cày ruộng." Có mấy ai được như ông, khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp lại nói như thế, rồi trở về quê vui thú điển viên cơ chứ? Rất ít. Trở về với cuộc sống bình dân, lão nông Nguyễn Văn Bảy sống một cuộc đời chất phác, gắn liền với ruộng vườn. Người ta vẫn hay thấy ông hàng ngày dậy sớm, đi sang nhà bạn uống cà phê, rồi lại về cho cá ăn, rồi lại đi chăm đàn gà, xuống ao gỡ lưới, hái sen, thăm ruộng lúa. Những điều ấy lặp đi lặp lại mỗi ngày. Ông bảo, lao động là khỏe nhất. Khi còn sống, đại tá Nguyễn Văn Bảy từng chia sẻ rằng: "Báo đài về quay tao, lính tao gọi điện, viết thư. Nó bảo nhà nước không đãi ngộ hay sao mà ông phải làm khổ vậy. Tao bảo tao khoái thì làm thôi. Giờ tao ngồi chơi là tao buồn, chán lắm. Nhà nước đãi ngộ tao quá đủ rồi." Ngôi nhà của anh hùng phi công Huyền Thoại này cũng rất đặc biệt. Nếu các bạn ở Lai Vung, Đồng Tháp có dịp ghé ngang nhà ông, các bạn sẽ ngay lập tức nhận ra đó là ngôi nhà của một Huyền Thoại. Ngôi nhà có màu xanh với huy hiệu của Không quân Nhân dân Việt Nam được chạm khắc tinh tế. Nhìn vào là biết ngay trong nhà có người khiến cho phi công Mỹ phải ngả mũ kính phục. Người dân gần nhà ông cũng đều gọi ông là ông Bảy phi công và rất quý mến ông. Cuộc sống cho đến khi về già
và cả cuối đời của một vị anh hùng đã gần như là viên mãn. Ngày 16 tháng 9 năm 2019, Đại tá Nguyễn Văn Bảy được gia đình đưa từ bệnh viện Sa Đéc đến bệnh viện Quân y 175, thành phố Hồ Chí Minh sau một cơn đột quỵ. Ông từ trần vào lúc 21 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2019, hưởng thọ 83 tuổi. Đại tá Nguyễn Văn Bảy được an táng tại quê nhà Lai Vung, Đồng Tháp. Khi hay tin Đại tá Nguyễn Văn Bảy đang nằm trên giường bệnh, nhiều phi công từng đối đầu với ông đã dành cho ông những lời chúc phúc thật lòng nhất. Thế mới thấy được Nguyễn Văn Bảy có được sự kính trọng từ đối thủ như thế nào. Cuộc đời của Đại tá Nguyễn Văn Bảy gói gọn lại như thế này thì quả thật có nhiều thiếu sót. Một cuộc đời cống hiến khi Tổ quốc cần và khi đất nước đã hòa bình, độc lập, ông đã bỏ đi danh lợi, lui về quê nhà, trở thành một người nông dân như cha mẹ, tổ tiên ông đã từng. Ngày ông mất, xuôi cũng cảm thấy thật buồn, nhưng con người ta không thể sống mãi. Có lẽ bây giờ ông đang được ngồi nói chuyện với bác Hồ, bàn về những vui thú điển viên với bác. Kết thúc video tại đây. Video này, xuôi xin tri ân Đại tá Nguyễn Văn Bảy và những chiến công bất diệt của ông. Các anh em có cảm nghĩ gì về người anh hùng học lớp 3 bắn hạ 7 máy bay Mỹ này? Hãy để lại một comment cho xuôi được biết nhé. Đừng quên like, share video và đăng ký kênh Ngược Dòng Lịch Sử để ủng hộ Mr. Xuôi nữa. Chào tạm biệt các anh em.